Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey, mấy bạn ơi, hôm nay là ngày mùng 9 Tết rồi. Có nghĩa là chỉ còn có một ngày nữa thôi là coi như là đã hết Tết rồi, hết 10 mùng của Tết rồi các bạn ạ. Và mấy bạn nhìn mình và Simmy và Sammy đi. Mấy bạn thấy bọn mình có gì đặc biệt không? Mấy bạn có 5 giây để đoán thử nhé. Nhìn đi. 5 4 3 2 1 Đúng rồi mấy bạn ơi, mình và Simmy và Sammy bọn mình vừa ăn hết 5 cái bánh chưng của ngày Tết. Và thế là bây giờ bọn mình phình lên 100 kg. Ôi trời ơi. Cái này không phải 5 cái bánh chưng Phong, cái này là một nồi bánh chưng nha Phong. Cái này là nguyên một nồi. Tôi không biết rằng là mấy ngày Tết vừa rồi có bạn nào tăng cân giống tôi với Simmy với Sammy hay không. Mà bọn tôi mới ăn có mấy cái bánh chưng thôi, bọn tôi ú luôn rồi mấy bạn ơi. Simmy khóc luôn kìa. Đấy. Ủa mà kỳ nha, sao mà tự nhiên tôi thấy là Simmy với Sammy là chỉ mập có cái người thôi, còn tôi mập cái người mà cái đầu tôi cũng mập theo vậy. Ủa, bộ bánh chưng nó trôi lên não tôi hả? Kỳ. Trời ơi, là xong cỡ là đó không? Xong cỡ ăn cái bánh xong nó xình lấy cái não luôn. Trời ơi. Không thể tin được. Đó. Chính vì do bọn mình đang bị béo phì, chính vì thế cho nên bọn mình hôm nay đã rủ nhau vào trong một cái map mini game để bọn mình chơi game cùng nhau, tập luyện thể dục thể thao để có thể gọi là giảm cân các bạn ơi. Đó, ok, thì đây là một con map mà có thể là rất là nhiều bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Con map này lúc trước là Hero Team bọn mình đã từng chơi nè. Hôm nay mình sẽ rủ Simmy và Sammy vào đây để solo cùng với mình nha. Có nhiều bạn cứ kêu mình là anh Phong suốt ngày ăn hiếp chị Sim với chị Sam. Nhưng mà mấy bạn đâu biết là hai bả ăn hiếp tôi với tôi có ăn hiếp hai bả hơi nào đâu, đúng không? Đó, chính vì như vậy á, mấy bạn hãy nói cho mình một câu công bằng đi. Mình lúc nào cũng bị ăn hiếp chứ đâu ra mà mình hiền muốn chết rồi, đúng không? Đó, bởi vậy cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ nhường cho hội chị em là Sim và Sam. Hai người đó sẽ là một đội, còn mình sẽ là một đội nha. Đó, mình chắc hai người luôn. À, ghê chưa? Trời ơi, nói trước nha, hai chị em tôi là hai cái cân nặng này gộp lại là chắc 200 kg hơn không? Đúng nghe. Trời ơi, cái đầu của tôi hơi nặng bằng hai người luôn rồi đó. Trời ơi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mini game luôn nha các bạn nha. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy đăng ký họ cho tất cả các thành viên của Hero Team nữa nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Thì trò chơi đầu tiên của chúng ta sẽ là trò gì đây? Nhảy bom. Tôi ghét trò này nhất luôn á. Trò này là tôi là thắng chắc rồi. Trò này mình sợ lắm mọi người. Ui, tôi hả? Ê, oh no. Trò này là tôi là thắng chắc rồi. Simmy chết đi ơi. Simmy. Simmy thua rồi. Vậy là mình có cơ hội. No. Trời ơi. Mèo Simmy đã thắng được màn 1 rồi các bạn ơi. Ở đây ai giành được 7 điểm là người đó thắng đó. Trời ơi, cái gì mà bi 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 vậy? Một mình tôi làm sao mà đấu được với hai người? No. Để coi. No. Thay tôi đi. Thay tôi đi. Thay tôi đi. Thay tôi đi. Xin lỗi. Thay tôi đi. Ây da. Thay tôi đi. Kiếm đấu mà tha. Mấy bạn ơi, mình bị hai chị em ăn hiếp mấy bạn ơi. Chơi. Đánh nhau đi, hai chị đánh nhau đi, hai chị đánh nhau đi. Không là no never. No. Cay quá. Ôi sao? Hãy vô địa cam đi. Ơi nè nha, chơi công bằng nha, không có chuyện đó nha, chơi kỳ á. Công bằng ơi, trời ơi, xin mạnh với ta, mở lên dày với em. Trời ơi, kim dày mở quá. Mở hiểu không? Tức quá mấy bạn ơi, mình thua rồi. Giờ Simmy được 2 điểm luôn nè. Cay quá. Cái này đưa ha. Trời ơi, tôi không chơi cái này đâu. Cái này chơi kỳ, cái này chơi bi mình tôi hai người. Thôi xin bây giờ mình cho ông đừng sống. Bây giờ hai chị em mình mỗi người lên người thôi. Đúng đó, rồi. Cho ông đừng sống đi. Đúng rồi, chơi vậy mới công bằng chứ. Ok, xin sao đi trước đi sao? Sao đi trước đi? Sao đi trước đi? Để chị. Phong muốn gì? Ông muốn gì? Đừng có từ cái đầu quăng hơn tôi. Cái bụng tôi hơn ông nha. Quá nghe quá. Ông muốn gì? Ê Simmy khôn ha. Simmy kêu Sam lên trước để Simmy gọi là chờ tôi ít máu. Simmy lên ăn thêm điểm vậy. Trời ơi khốn quá à. Thôi bà giết tôi luôn đi, tôi không chơi nữa. Giết tôi luôn đi. Cái gì vậy? Nhảy xuống là ba luôn cho rồi. Tôi chơi chi nữa. Nè rồi Sim và hai chị em mình nè. Chị okay, em nào okay. Tức quá mấy bạn ơi. Game này không công bằng mấy bạn à. Game này không công bằng. Ê Sim mạnh quá ha. Trời ơi mở Sim dày em tôi chắc rồi. Thấy chưa, tôi là con gái ốm phải không? Trời ơi Sim mạnh quá.
chưa gì mà Simi được 3 điểm rồi. Trời quá. May mắn thôi Simi ơi. Gì vậy? À thôi mình quyết định là dừng video tại đây nha mọi người. Tạm biệt mọi người, dừng video. Mấy bạn ơi, trận vừa rồi là coi như á là trận vừa rồi là nháp nha các bạn nha. Là bởi vì á cái trận vừa rồi á là nó có cái trò PVP nó cứ lặp đi lặp lại mãi à, mà cái trò đó là không công bằng bạn ơi, 1v2 làm sao mà có thể chiến thắng được đúng không? Cho nên á là cái đó vừa rồi là nháp nha. Simmy với Sammy đồng ý không? Đồng ý không? Trời thôi được rồi, coi như bây giờ tôi cứ xin nhắm mắt cho qua. Nó okay. Bạn xanh không có gì nói đâu nghe. Rồi rồi coi như trận đó nháp đi rồi, ok lại nè. Tiếp rồi, ok. Vô nào. Trận đầu tiên là rồi xong rồi, một mình tôi đấu với hai người cũng hơi khó nha. Cái này cũng hơi khó nha. Chưa chắc nha. Sammy rơi rồi, Sammy rơi rồi. Chỉ còn Simmy rồi. Simmy ơi. Simmy à. Làm gì? Simmy tính làm gì? Simmy tính đầu tiên tôi rơi hả? Không có chuyện đó đâu Simmy. Sao? Chứ sao? Tìm qua đây tấn công liền cắn liền em. Đây. Ông người tính sợ hả? Có bà tưởng tính sợ bà hả? Simmy, tí đi. Nó sẽ không tí. Simmy à. Không làm té được tôi đâu. Mình phải cho Simmy té bạn ơi. Yeah. Phong Quyên. Đó, bạn thấy không? Quá người ta bị Simmy rớt cái mắt tường. Phong đã lấy lại được phong độ rồi. Cái gì đây? À, falling. Chạy. Cái này là nhảy trên cát nè. Cái này hơi mệt. Cái này là giảm cân được nè. Cái này không giảm cân. Rồi xong tôi té rồi, chưa gì vô tôi té. Hay quá Sammy ơi. Cái này không chạy ngược được. Em tự chạy ngược được mọi người. Ôi trời ơi. Tiếp theo là cái gì đây? Ủa cho này cho gì ạ? À, màu đúng không? Màu đúng không? Ờ à, cái này nó luống từ từ, nó màu nó đổi hiểu không đó. À cái này là nó sẽ lúng xuống đúng không? Ok. Nó cái thuốc này là thuốc gì tôi quên rồi. Có ai nhắc tôi được không? Thuốc này là thuốc nhảy cao. Chỗ nào sắp vỡ vậy? Tôi nhảy xuống dưới luôn. Trời ơi, tôi nhảy xuống dưới luôn á trời. Vô dụng lắm, tôi nói nó vô dụng lắm, không nghe. Không phải, nó không hề vô dụng nha, mà tôi canh ngay cái lỗ tôi nhảy xuống đúng cái lỗ luôn. Trời ơi. Khổ ghê. Hay quá Sam ơi. Hay quá. Chắc sẽ là người giảm cân đầu tiên trong hai người. Hai người thua chắc rồi. Sam chỉ mới được 2 điểm thôi, tôi 1 điểm, Sam mới hơn tôi có 1 điểm mà Sam ơi. Cái trò này là đánh nhăn xuống dưới rồi xong rồi toàn mình. Ủa gì vậy? Toàn mình. Simmy. Sammy. Quay đâu em rồi. Sammy. Trời ơi. Mình quá xịn. Mình quá xịn. Không thấy hai người. Trời ơi hai người to xác nó không thấy nổi luôn. Mình quá xịn bạn ơi, mình đánh hai người nó văng xuống dưới rồi. Bom rơi nè. Bom rơi là văng mỡ nè, được nè. Này bom rơi nè. Cái này bom rơi nè. Phải né, phải nấp nấp. Đó. Ui. Úi giời ơi. Cái nước này tôi biết là gì rồi đó, là để dập lửa phong. Thì cái chai nước để dập lửa còn làm gì nữa. Ôi. Tôi không biết nữa. Bom rơi căng thẳng quá. Simmy đi ra ngoài đi. Gì dạ, vô duyên sao không ra ngoài, cứ bắt tôi ra ngoài. Bè đây bây giờ mình vote đi xem người nào đầu to nhất người đó ra ngoài. Ủa vô duyên kỳ á. Như là sao đầu cái đầu xíu à. Cái đầu tôi bự là do tôi ăn nhiều bánh chưng quá nó bị vậy hiểu không? Ủa còn ai còn sống vậy? Ai còn sống vậy? Cái gì vậy? No. Dập lửa đi. Sammy thắng hoài vậy sao? Tôi bảo rồi, tôi giảm cân được rồi. Trò này à, trò đánh zombie. Trời ơi, đánh zombie nè, cái này cũng hơi mệt nha. Thôi, tôi trò này tôi tự tin là tôi sẽ thắng thôi, cái đầu cũng phong to mọi người. Nên zombie thích ăn não lắm mọi người. Ủa lên lên à, cho tôi lên rồi. Không cho, đi xuống. Gì kỳ vậy? Chỗ đó có bạn hả bạn? Ừ. Đúng rồi, mỗi người đứng một chỗ thôi, không cho đứng chung. Chết rồi. Để chị đi mày. Đứng gặp em. Tôi thắng chắc rồi bạn ơi, tôi thắng chắc rồi. Chết rồi. Tôi thắng chắc rồi. Ui, nhiều vậy. Ok đúng rồi, mình sẽ dẫn mấy con zombie này qua bên đây cho nó nổ Sim với Sam đúng rồi. Ui, chết rồi. Nhớ ra mày. Ui, nhảy lên đây, leo lên núp. Ủa Sim, bà lên đây hồi nào vậy? Tôi lên hồi trước rồi. Oh my god. Ui, tôi sẽ núp đằng sau lưng bà. Tôi sẽ núp sau lưng bà để cho zombie nó bắn chúng bà. Tôi che bà lại luôn. Tôi che bà lại, tôi dùng cái đầu tôi che bà lại. Sắp chết rồi. Nè, Simmy nè. Simmy tan nè.
sao hai cái mũi tên trên đầu tôi nó bự cái gì? Ê! Sao lại là trò này nữa? Trời ơi! Thôi trò này công bằng nha, trò này công bằng nha, trò này công bằng nha. Mỗi người lên Phong, một lần nha. Phong, em nhìn Phong lắm ngược kìa, ngược kỳ lưng kìa, có cái sừng kìa. Đi đây em nè. Cố lên Sim ơi, cố lên em. Sim ơi lên trước nha. Thắng chắc rồi. Mạnh lắm, Sim mạnh lắm. Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Vậy luôn hả? Simi nè. Simi nè, Simi nè. Simi. Simi. Ây da. Simi. Trò này em đánh không kỳ em. Làm gì? Simi tính 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 làm. Simi tính làm gì? Sao? Sao là? Sao là sao? Sao? Sao là sao Simi? Sao là sao Simi? Nè, Simi gần hết máu rồi. Simi gần hết máu rồi. Simi ơi, đừng có nhảy lên, em không nhảy, nhảy lên là không nhảy. Simi gần hết máu rồi. Simi gần hết máu rồi. Simi gần hết máu. Simi nè, Simi nè, Simi nè. Rồi ok. Simi thua nha, còn Sammy nhào vô đây. Rồi vô. Tôi là tôi không có nhường. Bạn gái tôi cũng không nhường nha bạn. Bạn gái tôi cũng không nhường nha bạn. Nhà mày. Ui. Làm gì làm gì làm gì? Làm gì làm gì làm gì? Làm gì làm gì? Làm gì? Làm gì? Rồi phá khiên nè. Phá khiên nè. Chết nè. Ui ghê hả? Thấy tôi ghê chưa? Thấy tôi ghê với bạn, thấy Phong ghê chưa? Ui, TNT drop, thích nha, tôi thích trò này nha. Ừ, tôi cũng thích trò này nè, trò này TNT rơi trên trời xuống, tôi cũng thích trò này nha. Ồ, mình được 4 điểm rồi bạn ơi, mình xịn quá, mình xịn quá. Ok, cái trò này mình biết chiến thuật của nó rồi bạn ơi, trời ơi. Nè, trời ơi. Từ nãy giờ tôi mất đúng một máu. Ok vậy, tôi cho dính chắc 5-6 trái rồi Phong ơi, trời ơi. Tôi mất đúng một máu hơn á, ghê chưa? Ôi. Ui. À, rồi, đau quá. Xong rồi. Simi thua nè. Bye mọi người. Simi thua chắc nè. Ui. Ui thua nè, em ơi, còn cái tim nè. Ui trời ơi, tôi còn 3 tim. Tôi còn 1 trái. Để quay. Rồi còn xong tôi còn 1 trái. Tôi còn 1 trái tim, tôi còn 1 trái tim. Còn 1 ở nửa tim. Tôi còn 1 trái tim. Còn nửa tim. Còn nửa. Tôi nhìn nhân nhím vậy. Tức quá à, trời ơi là trời. Simi với mình rồi, bằng lực. Mình phải thắng. Sammy với mình bằng điểm nhau bạn ơi. Ui, cái gì vậy? Ui, gì vậy? Quên trò này. Tôi thắng rồi. Quên trò này tự nhiên quên. Nè, yeah, 5 điểm, quá đơn giản luôn. 2 điểm nữa tôi quên nha. Ê, trời này sao chơi? Trời. Là trò này cũng khó. Em ơi, vô cái gì em ơi, vô. Từ từ. Đừng bắn tôi. Làm ơn đừng bắn tôi. Hãy tha cho tôi một mạng này đi. Đừng bắn tôi mà. Ra. Đừng bắn tôi, đừng bắn tôi. Hãy thương trên số phận của tôi. Chẳng hay biết sao, chẳng hay biết sao. Đừng, đừng bắn tôi, đừng bắn tôi. Simi nè, Simi nè, còn Sammy thôi. Rồi, trời em làm gì vậy em? Sammy đây. Hello Phong. Sammy ở đây, Sammy ở đây, Sammy ở đây. Đây, đây, em bước ra đây. Ra nè, tôi ra nè, tôi ra nè. À. Làm gì tôi, tôi núp nè, làm gì tôi. Chơi gì kỳ. Sammy thôi chắc rồi. Đưa đầu ạ. Sammy. Ủa. Không phải. Sammy. Sammy. Kỳ quá à. Sammy la to trời đất luôn bạn ơi. Ok. Một trận cuối nữa mình thắng rồi. Yeah. Tên heo là gì tôi quên rồi. Trò chơi sao? Trò này là phải nhảy lên trốn lava. Phải bắt cua lên trốn lava. Rồi, trò này thì tôi chắc mà rồ đơn xem. Rồi xin thôi, xin thôi. Sao? Oh no, Sammy hơn mình rồi. Sammy cao hơn mình rồi. Không được, không được. Mình phải nhảy qua đây. Yeah. Và bây giờ các bạn hãy coi thành quả giảm cân của mình. 3, 2, 1, bùm chiêu. Đó mấy bạn thấy. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa gì vậy? Trời, cái gì đây trời? Cái que tâm di động hả trời? Hay là cái xào phơi áo quần? Ủa cái gì mà sao tự nhiên? Sao tự nhiên tôi ốm mà tôi ốm nhơm nhách ốm này? Ủa mà tôi vừa ốm mà tôi vừa lùng lại luôn hay sao á? Sao mà sao? Mọi người ơi, trời ơi, em phải tính gì? Hình như là tôi lùng hơn bà luôn rồi hay sao á?
Đúng rồi, em tính ra hai chị em mình mập còn đẹp dáng Sim ơi. Đúng không? Ủa gì kì vậy? Đất ơi, người lộn là đem đi gọi là phơi áo quần chứ làm gì nữa. Trời ơi. Không được, không được, mình không muốn mập nha. Lộn, mình không muốn ốm nữa đâu bạn ơi, cho mình mập lên lại đi. Trời ơi, chơi kì vậy? Không, bé ơi, không chơi đâu Sim mình nhá. Hai tụi mình về nhà nha, thôi tôi thoát game cho tôi mới về nhà mới về. Sao bỏ tôi lại đây mình vậy? Ủa gì kì vậy? Ok các bạn ơi, vậy là coi như trận đấu vừa rồi là mình đã là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Nhưng mà sao mình ốm, mà mình ốm thấy ghê quá ta. Trời, ốm gì đâu mà vừa ốm đi mà vừa lùn đi, nhìn y hệt như là cây tăm xỉa răng vậy các bạn. Gì kỳ vậy trời. Ok, thôi nói chung là mình thắng là được rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy Simmy cùng với tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn vậy, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.